mua thịt mùa covid người phụ nữ ngồi cân đi cân lại mới chịu nhận khiến anh shipper chết móc tốn thời gian quá trong mùa giãn cách xã hội hiện tại ta mới càng trân quý hơn những người hành nghề shipper thay vì phải đi ra chợ hay là siêu thị mua sắm giờ chỉ cần mở điện thoại lên bấm vài cái là sẽ có người giao đến tận ngõ cho chúng ta vừa tiện lợi lại còn đảm bảo an toàn cho bản thân mới đây trên tiktok xuất hiện đoạn clip nói lên nỗi bức xúc của một nam shipper khi giao hàng tại một con hẻm bị phong tỏa. trên bài đăng anh viết em chỉ là shipper chỉ biết giao hàng thôi mà chị làm mất thời gian của em quá. theo đó người phụ nữ kia đã đặt mua thịt trên mạng. sau khi shipper giao hàng tới, chị ta còn cẩn thận vác theo nguyên cái cân để ngồi cân lại xem có đủ trọng lượng đã mua hay không trước khi tính đến chuyện trả tiền. hành động này khiến nam shipper kia rất bực bội vì tốn thời gian của đôi bên. Nam shipper bó toàn thân khi thấy chị ngồi cần thịt và bắt mình chờ đợi. Bình luận bên dưới video, cư dân mạng nổ ra hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Hội bên Việt Nam shipper thì cho rằng người phụ nữ kia làm quá, mùa dịch đã khó khăn mà còn gây ảnh hưởng tới công việc của người khác. Làm shipper gặp 10 người như bà này thì chắc tôi bỏ nghề luôn. Người hiểu chuyện sẽ đưa tiền cho shipper trước, sau đó mới cần sau, có gì thì bốc phốt cửa hàng. Mình đặt hàng cũng chẳng bao giờ làm khó shipper vì mình biết các bạn ấy rất cực. Hàng bị thiếu hoặc hư hỏng thì nên làm việc với chủ shop mới phải. Ngược lại, có nhiều người lại tỏ ra thông cảm cho hành động của người phụ nữ kia, đồng thời lên tiếng chấn chỉnh Nam shipper. Thông cảm cho người ta xíu đi bạn ơi, có thể chỉ đó từng mua online và bị lừa nên kỹ tính hơn thôi. Ơ, à, thế nhỡ mình mua 5 kg mà lúc đem về nhà chỉ còn 4 kg thì làm sao? Hơn nữa mùa dịch đổi trả hàng cũng rất khó khăn. Cân tại chỗ như vậy lỡ có thiếu cũng có người làm chứng để đổi trả hơn. Suy nghĩ thoáng xíu đi bạn Xin lỗi chứ đi mua hàng trực tiếp bên ngoài còn bị cân thiếu kì kìa Huống gì là đặt online thế này Hiện tại đoạn clip vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi trên tiktok Vậy mới nói mua hàng mùa dịch khách hàng đã khổ Những người làm shipper còn khổ hơn Cảm ơn các bạn đã theo dõi Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo Để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo